ta ta lướt qua gian lao. Ôi đất miền Trung như thân mẹ hiền, vai gánh nặng đau thương ruộng mềm, tay của mẹ chở trẻ đưa đường đàn con đi suốt bắc nam. Nay những ngày gian lao phải mờ rồi, trong mắt mẹ tương lai nở nụ cười, mẹ thầm mong con mình khôn lớn dâng đời mùa màng xanh tươi. Danh nhân tài trí bao người, ôi đất hiền mẹ hiền như suối xuôi nguồn thần tiên, mẹ ban hơi ấm chứa thơm nuôi đàn con hiền. Trái một vườn cây trái xanh tươi và những con người đồng hậu chân tình mến khách. Quá trình gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc đã tạo nên những dòng chảy văn hóa đa dạng mà thống nhất trên vùng đất này. Sức mạnh nội sinh cho những nỗ lực vươn lên không ngừng của mỗi người con đất Việt trong hành trình xây dựng quê hương.
hình ảnh về quá trình xây dựng quần thể chùa Khmer tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Chùa Khmer là một biểu tượng tín ngưỡng quan trọng nhất trong lòng cả người dân của cộng đồng dân tộc Khmer Tà Bạ. Chùa là ngôi nhà chung, là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo cộng đồng. Sau một quá trình khảo sát, điền giả, tập hợp tư liệu, hội thảo chuyên đề về xây dựng quần thể chùa Khmer tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam ngay trong lòng thủ đô Hà Nội, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngày 16 tháng 1 năm 2010, tại khu các làng dân tộc vùng Nam Bộ, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã khởi công xây dựng quần thể chùa Khmer với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo và tiêu biểu của người dân Khmer Nam Bộ. Hình hài quần thể chùa Khmer tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã ngày càng được định hình rõ rệt. Thời gian qua, trong các chuyến tham quan du lịch tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam của nhân dân và du khách, thì quần thể chùa Khmer đang xây dựng chính là một trong những công trình nhận được sự quan tâm, thán phục nhất về quy mô, sự kỳ công và tinh xảo trong từng họa tiết trang trí. Trong các sự kiện lớn tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã từng ghé thăm và động viên nghệ nhân, cán bộ, công nhân thi công để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sau gần 4 năm xây dựng, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2013 tới đây, quần thể chùa Khmer tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ chính thức được khánh thành và bàn giao cho sư trụ trì Phật giáo Khmer Nam Tông quản lý vận hành. Quần thể bao gồm chùa chính, trụ tháp, sala, am thờ, nhà thiêu, ao sen, nhà thuyền, nơi ở và làm việc của sư trụ trì và các chức sắc quản lý chùa, tủ đựng kinh kệ, giáo lý Phật giáo Nam Tông và nhiều công trình có giá trị văn hóa kiến trúc khác. Đây sẽ là một công trình chùa Khmer thứ 454 trên cả nước và là quần thể chùa Khmer đầu tiên tại thủ đô Hà Nội, thể hiện sự quan tâm rất to lớn của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành quần thể chùa Khmer tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ thể hiện sự quan tâm tới đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và các cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung, mà qua đó còn thể hiện một giá trị vô cùng to lớn khác. Đó là sự chung tay cùng nhau bảo tồn, phát huy, tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc để góp phần củng cố xây dựng tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam đời đời bền vững và phát triển. Dòng chảy sâu lắng trong lòng dân tộc, góp phần tạo nên một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Lễ hội Óc Ong Bóc là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc mang nhiều ý nghĩa của đồng bào dân tộc Khmer. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội Óc Ong Bóc còn là dịp để người Khmer giới thiệu các loại hình văn hóa đặc sắc khác, khẳng định sức sống của các di sản văn hóa Khmer Nam Bộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên con số con trai ấm còn ôm ôm bọc sắp mai còn lòng tu ôm tu mong rằng con lòng ơi bọn đại xây ôn ta ông bồng trao còn lư khát ông ông bồng là ngày hồi vui đưa nước dưỡng tràn vương bóng lúa vàng ông ông bồng nhịp chạy vàng khúc hát ai dài đàn ai thanh khói ông ông bồng khắp làng quê ai nấy nhanh chân về đi lễ chùa ông ông bồng nhịp thuyền đua tiếng trống chai giang hát mừng rộn vàng đèn nước lấp lánh thuyền trôi rộn ra khắp đồng ruộng xa tung ông ôm bốc lê cúng trăng đua thuyền hàng ngã hồi vui đưa nước dưỡng trang mừng bông lũ vàng ôm ôm bông nhịp chạy vàng khúc hát ai dài đàn ai thanh thoát ôm ôm bông khắp làng quê ai nấy nhanh chân về đi lễ chùa ôm ôm bông nhịp thuyền đua tiếng trống khai giang hát mừng rộn vàng ông bốc lê cúng trăng đua thuyền hàng ngang, mừng ông bốc lê cúng trăng đua thuyền hàng ngang.